Không, thằng Bảo nó còn gan hơn mày nữa. Gì mà đau mấy anh em này. Đau, đau. Này thì đau. Ngu nè. Ê, cha tao lại kìa. Cha tao lại kìa. Đừng ngại. Đau. Đau hả? Đau hả? Lật ngược luôn Bảo. Đứng lòng ngược luôn. Nè, đứng trên cái bậc đó đó. Đứng trên bậc đó đó, lòng xuống. Bậc này nè. Ừ. Ồ, nhát gan. Nói không, bỏ qua được rồi đó. Tiếp. Bỏ qua được, em qua không được đó. Tiếp. Tới rồi. Thôi không qua đó. Chùm, ôm cái giò lại. Là làm đi. Ôm cái giò lại. Tao lộn là cắm đầu đó luôn. Gắn để cho hai cái giò gùng xuống đàng hoàng á. Rồi mình đứng ở đây mình lộn không à? Lại đây hả? Đứng lộn không? Ừ. Lộn ngược dưới đây luôn. Ừ. Nè cầm đi. Cầm đi. Nè tao đã giờ nào quay hết luôn. Ây da. Dầm hai thanh niên đây. Cái nữa. Đủ. Chết đó, chết đó, chết đó. Chết thiệt đó, chết thiệt đó. Tao dám làm mà mày không dám làm. Một thanh niên cắm đầu rồi. Má sao em thấy tự nhiên em có hứng sung dữ ta. Slow motion. Hai ba. Đặt cứng ông ơi. Chơi luôn. Đặt cứng. Má nó mày té cắm cái đầu dưới cái là chết thiệt luôn. Đi ra nhớ. Vô ha. Cầm. Cầm giùm nhá. Anh căng tắt. Trời ơi đá luôn. Đứng đường. Lộn chống tay mà lộn còn thế nữa. Giờ mà anh thanh niên mặc ngáo đá đi. Anh đi mặc ngáo đá. Anh có một thanh niên mặc ngáo đá.
Anh này đang ngồi chơi. Quốc. Nãy giờ có quay không vậy? Có. Chơi nè. Bóc. Lộn lại cái nữa bỏ ơi. Chưa kịp quay cái khúc đó. Trời ơi. Xéo trời ơi, anh Hà chơi anh Hà. Súng lên, súng. Súng lên, súng. Yeah.